Ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, giám đốc công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia; Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, giám đốc công ty Hoàng Kim Len, cùng 6 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này do Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, nguyên giám đốc công ty Đất vàng Hoàng gia, cùng các đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi để lừa đảo hàng trăm người, thu lợi số tiền lớn. Theo cáo trạng, Hiền giữ vai trò điều hành 3 công ty bất động sản bằng hàng loạt hứa hẹn. Hiền đã rắc mật khiến hàng trăm người xuống tiền mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc. Đến hạn hợp đồng, Hiền không thực hiện như cam kết mà đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Hiện tại, Trần Thị Mỹ Hiền đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định số 01/VKS/B3 ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, chuyển nhượng một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư, nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị can Nhung đã thuê người lập bản vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, từ đó chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên, Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập dự án phân lô. Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung, Hạnh và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ký hợp đồng bán đất ma. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Hiền và đàn em đã chiếm đoạt của 589 người với số tiền 828,5 tỷ đồng.